Chào mừng các sinh quay trở lại với kênh Thành Đô Vlog. Trong video hôm nay, kênh Thành Đô Vlog chia sẻ với các em đề thi tiếng Việt lớp 3 cuối học kỳ 1 chương trình sách Chân trời sáng tạo. Và các em nhớ đề thi này chỉ mang tính chất tham khảo, giúp các em rèn luyện và củng cố thêm kiến thức để chuẩn bị tốt cho bài thi sắp tới. Đề thi gồm hai phần, phần kiểm tra đọc và phần kiểm tra viết. Đối với mỗi phần thì các em nên bấm tạm dừng video, các em làm bài trước ra giấy nháp. Sau khi làm xong thì các em bấm tiếp tục video và các em tham khảo nha. A. Kiểm tra đọc. 1. Đọc thành tiếng. Thì phần này thầy cô sẽ hướng dẫn các em ở trên lớp. Chúng ta sang phần 2 là đọc hiểu. Nhà rông. Đến Tây Nguyên, từ xa nhìn vào các buôn làng, ta dễ nhận ra ngôi nhà rông có đôi mái dựng đứng vươn cao lên trời như một cái lưỡi rìu lật ngược. Nước mưa đổ xuống chảy xuôi tuồn tuột. Buôn làng nào có mái nhà rông càng cao, nhà càng to, hẳn là nơi đó dân đông, làm ăn được mùa, cuộc sống nó ấm. Nhà rông là nơi thờ cúng chung, hội họp chung, tiếp khách chung, vui chung của tất cả dân làng. Kiến trúc bên trong nhà rông khá đặc biệt. Nhà trống rỗng, chẳng vương víu một cây cột nào. Có nhiều bếp lửa luôn đượm khói. Có nơi dành để chiêng trống nông cụ. Đêm đêm, bên bếp lửa bập bùng, các cụ già kể lại cho con cháu nghe biết bao kỷ niệm vui buồn ngôi nhà rông đã từng chứng kiến. Vì vậy, nhà rông đối với tuổi trẻ Tây Nguyên thân thương như cái tổ chim êm ấm. Người Tây Nguyên nào cũng yêu thích nhà rông, ngôi nhà chung có sự góp sức xây dựng của tất cả mọi người, theo Ai-jun và Lê Tấn. Rồi dựa vào nội dung bài đọc, các em bấm tạm dừng video, suy nghĩ và trả lời các câu hỏi sau. Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng. Câu 1. Đặc điểm nổi bật về hình dạng của nhà rông ở Tây Nguyên là gì? A. Có đôi mái dựng đứng vươn cao lên trời và thẳng tuột xuống hai bên. B. Có đôi mái dựng xòe sang hai bên, cong cong như con tôm. C. Có đôi mái dựng đứng vươn cao lên trời như cái lưỡi rìu lật ngược. Rồi trước hết là các em, chúng ta cùng xem lại bài đọc, suy nghĩ và trả lời câu hỏi số 1. Rồi qua nội dung bài đọc thì chúng ta thấy là nhà rông có đôi mái dựng đứng vươn cao lên trời như một cái lưỡi rìu lật ngược. Rồi như vậy đặc điểm nổi bật về hình dạng của nhà rông ở Tây Nguyên là gì? Các em chọn đáp án nào? À, các em chọn đáp án C. Có đôi mái dựng đứng vươn cao lên trời như cái lưỡi rìu lật ngược. Rồi các em quan sát hình ảnh nhà rông. Câu 2. Buôn làng có mái nhà rông cao, to mang ý nghĩa gì? A. Dân làng làm ăn được mùa, cuộc sống ấm no. B. Dân làng tránh được những điều xui rủi, cuộc sống ấm no. C. Buôn làng đó sẽ được thần linh phù trợ. Rồi dựa vào nội dung bài đọc, các em suy nghĩ và trả lời câu hỏi. Buôn làng có mái nhà rông cao to mang ý nghĩa gì? À, buôn làng nào có mái nhà rông càng cao càng to, hẳn là nơi đó dân đông, làm ăn được mùa, cuộc sống no ấm. Như vậy các em chọn đáp án nào? À, buôn làng có mái nhà rông cao to mang ý nghĩa là dân làng làm ăn được mùa, cuộc sống ấm no. Các em chọn đáp án A. Câu 3. Những thông tin sau được nêu ở đoạn văn nào? Các em nối đúng. A. Tình cảm của người dân Tây Nguyên đối với nhà rông. B. Hình dạng bên ngoài của nhà rông. C. Kiến trúc bên trong và những sinh hoạt cộng đồng ở nhà rông. Rồi dựa vào nội dung bài đọc thì các em sẽ nối đúng. Ý A ứng với đoạn nào, ý B ứng với đoạn nào và ý C ứng với đoạn nào. Rồi dựa vào nội dung bài đọc thì ta thấy đoạn 1 là tả về hình dáng bên ngoài của nhà rông. Từ xa nhìn vào các buôn làng, ta dễ nhận ra ngôi nhà rông có đôi mái dựng đứng vươn cao lên trời như một cái lưỡi rìu lật ngược.
nước mưa đổ xuống chảy xuôi tuần tuột, đúng không? Rồi đoạn 2, đoạn 2 là tả bên trong nhà rông và những sinh hoạt cộng đồng. Nhà rông là nơi thờ cúng chung, hội họp chung, tiếp khách chung, vui chung của tất cả dân làng. Kiến trúc bên trong nhà rông khá đặc biệt. Nhà trống rỗng chẳng vướng víu một cây cột nào, có nhiều bếp lửa luôn đượm khói, có nơi dành để chiêng trống nông cụ. Đêm đêm bên bếp lửa bập bùng, các cụ già kể lại cho con cháu nghe biết bao kỷ niệm vui buồn ngôi nhà rông đã từng chứng kiến. Rồi đoạn 3. Đoạn 3 là tình cảm của người dân Tây Nguyên đối với nhà rông. Người Tây Nguyên nào cũng yêu thích nhà rông, ngôi nhà chung có sự góp sức xây dựng của tất cả mọi người. Rồi như vậy là chúng ta sẽ hoàn thành bài này như sau. IE, tình cảm của người dân Tây Nguyên đối với nhà rông. Đây chính là đoạn cuối cùng đúng không? Đoạn 3. Ý B, hình dạng bên ngoài của nhà rông. Hình dạng bên ngoài của nhà rông là đoạn 1 đúng không? Ý B ứng với đoạn 1. Ý C, kiến trúc bên trong và những sinh hoạt cộng đồng ở nhà rông. Đây chính là nội dung của đoạn 2. C kết nối với đoạn 2. Câu 4. Vì sao người dân Tây Nguyên yêu thích nhà rông? A. Vì nhà rông là ngôi nhà chung, nơi đây có sự góp sức xây dựng của tất cả mọi người trong buôn làng. B. Vì nhà rông có kiến trúc đặc biệt do chính người trong buôn làng xây nên. C. Vì nhà rông là nơi sinh sống và làm việc của tất cả mọi người trong buôn làng. Rồi, qua ba ý này thì chúng ta thấy ý phù hợp nhất chính là ý A. Người dân Tây Nguyên yêu thích nhà rông bởi vì nhà rông là ngôi nhà chung, nơi đây có sự góp sức xây dựng của tất cả mọi người trong buôn làng. Em chọn IE. Câu 5. Hình ảnh nào miêu tả kiến trúc bên trong nhà rông? Rồi em xem lại bài đọc. Miêu tả kiến trúc bên trong nhà rông chính là đoạn 2. Chúng ta vừa phân tích là đoạn 2 đúng không? Kiến trúc bên trong nhà rông khá đặc biệt, nhà trống rỗng, chẳng vương víu một cây cột nào, có nhiều bếp lửa luôn đượm khói, có nơi dành để chiêng trống nông cụ. Thì đây chính là hình ảnh miêu tả bên trong nhà rông. Nhà trống rỗng, chẳng vương víu một cây cột nào, có nhiều bếp lửa luôn đượm khói, có nơi dành để chiêng trống nông cụ. Nông cụ có nghĩa là các dụng cụ để người dân Tây Nguyên làm nông. Câu 6. Bài đọc giúp em biết thêm những thông tin gì về nhà rông? À, qua bài đọc thì chúng ta biết thêm những thông tin về nhà rông như là kiến trúc nhà rông này, bên ngoài cũng như bên trong đúng không? Rồi những sinh hoạt cộng đồng của người dân Tây Nguyên bên nhà rông và tình cảm của người dân Tây Nguyên đối với nhà rông. Câu 7. Từ ngữ in đậm trong câu đêm đêm bên bếp lửa bập bùng, các cụ già kể lại cho con cháu nghe biết bao kỷ niệm vui buồn ngôi nhà rông đã từng chứng kiến, trả lời cho câu hỏi nào? A là khi nào, B là ở đâu, C là vì sao. Rồi các em nhớ khi nào là liên quan đến thời gian, ở đâu là liên quan đến địa điểm, vì sao là liên quan đến nguyên nhân. Những từ ngữ in đậm trong câu đó chính là bên bếp lửa bập bùng. Bên bếp lửa bập bùng, đây là cụm từ ngữ chỉ địa điểm, đúng không? Như vậy là trả lời cho câu hỏi ở đâu. Câu 8. Chỉ ra sự vật được so sánh và từ ngữ dùng để so sánh trong câu văn sau. Nhà rông đối với tuổi trẻ Tây Nguyên thân thương như cái tổ chim êm ấm. Các em chỉ ra sự vật 1, sự vật 2, từ ngữ dùng để so sánh. À, sự vật 1 ở đây chính là nhà rông đối với tuổi trẻ Tây Nguyên. Sự vật 1 là nhà rông. Sự vật 2 là cái tổ chim, đúng không? Nhà rông đối với tuổi trẻ Tây Nguyên thân thương như cái tổ chim êm ấm. Vậy sự vật 1 là nhà rông, sự vật 2 là cái tổ chim. Và từ ngữ dùng để so sánh ở đây là từ như. Rồi như vậy sự vật 1 là nhà rông, sự vật 2 là cái tổ chim. Từ ngữ dùng để so sánh là từ như. Câu 9. Đặt dấu câu thích hợp trong câu dưới đây.
Nhà rông là ngôi nhà cộng đồng, nơi tụ họp trao đổi thảo luận của dân làng trong các buôn làng trên Tây Nguyên. Rồi dấu câu thích hợp, ở đây chính là dấu hai chấm. Nhà rông là ngôi nhà cộng đồng, hai chấm. Em đặt dấu hai chấm để báo hiệu phần giải thích. Giải thích nhà rông là ngôi nhà cộng đồng vì nơi đây là nơi tụ họp trao đổi thảo luận của dân làng trong các buôn làng trên Tây Nguyên. Được chưa? B là phần kiểm tra viết. Phần 1 nghe viết thì phần này thầy cô sẽ hướng dẫn các em ở trên lớp. Phần 2 thì các em tham khảo. Viết đoạn văn ngắn 5 đến 7 câu tả một món đồ chơi em yêu thích, trong đoạn văn có hình ảnh so sánh. Rồi các em có thể tả về một con búp bê, một con gấu bông, một con robot hay là một chiếc ô tô điều khiển từ xa. Tức là các em tả một món đồ chơi nào mà các em yêu thích và nhớ là trong đoạn văn có hình ảnh so sánh. Rồi cụ thể thì các em có thể tham khảo đoạn văn tả về món đồ chơi em yêu thích, đó chính là con búp bê. Sinh nhật vừa rồi, mẹ mua tặng em một con búp bê. Búp bê trông như một nàng công chúa xinh đẹp. Thì câu này chính là câu có hình ảnh so sánh. Búp bê trông như một nàng công chúa xinh đẹp. Mái tóc búp bê màu hạt dẻ, đôi mắt xanh và làn mi cong. Cổ búp bê đeo vòng hạt màu trắng, chiếc váy màu hồng rất xinh và duyên dáng. Em rất thích món đồ chơi này và luôn coi búp bê như người bạn thân thiết của em. Rồi các em tham khảo nha. Video hôm nay đây là kết thúc. Xin chào và chúc em học tốt.